Ngày 1 tháng 12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, gọi tắt CPP, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary đánh giá cao, bày tỏ phấn khởi về mối quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của Campuchia, tin tưởng dưới sự trị vì của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội, sự điều hành của chính phủ do CPP làm nòng cốt, nhân dân Campuchia tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi cương lĩnh chính trị của CPP giai đoạn 2023-2028 và các mục tiêu của chính phủ khóa 7 đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hai đảng có chung nguồn gốc từ Đảng Cộng sản Đông Dương, vừa là đồng chí vừa là anh em. Do vậy, hai bên cần tiếp tục giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên triển khai hiệu quả nội dung cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng và cuộc gặp giữa ba đồng chí đứng đầu ba đảng Việt Nam, Campuchia, Lào trên các lĩnh vực, trong đó nhấn mạnh hai quốc hội tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, phối hợp giám sát việc triển khai các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, liên nghị viện quốc tế.